trong hai tuần nay biết bao nhiêu mấy chị gì vậy? Chị, mẹ, đức thầy, mấy chư Phật, rồi bữa tổ cũng về, tổ dạy tất cả mấy đứa họ thiên á, mấy đứa họ thiên á là phải chấp nhận cái khổ. Ổng nói vậy đó. Bữa kia mấy anh bác tiên cũng về, dĩ nhiên là mấy anh chị lên xuống đi xeo đông. Mình không ở xa xôi nhưng mà mình không có gì có tấm lòng, con hết lòng rồi tất cả nhiều người sẽ đón nhận. Không phải chỉ có người đón nhận mà cõi trời cũng đón nhận, cõi vô hình cũng đón nhận. Mấy vị nói trời ơi, mấy đệ tử của ngày bây giờ tụi nói rằng hết là biết hết rồi. Nhớ lại 5-10 năm về trước có mình thái tử lủi thủi mình mấy ông ở đây là mấy ông nói. Còn bây giờ là mình nó có một cái show diễn đàng hoàng, có chương trình, có tiết mục cả thế giới lưu niệm nhiều nghìn năm nữa. Nên đó là một cái điều rất là mừng thành công của mấy họ thiên. Đứa nào cũng có motivate, cũng có đầu óc sáng hết trơn. Không phải là đời này mà những đời trước á, mấy con đã có tu rồi. Thụ ngồi đây là mấy đứa mà ở đây á, là sẽ đi vào lịch sử nhân loại á, của chuyện có phải là theo sau này á. Mà cuốn kinh sống, mấy con là cuốn kinh luôn á, mà cuốn kinh nhỏ thôi.